Xin chào thưa quý vị khán giả, chúng ta đã quay trở lại và gặp nhau trong chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long phối cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Và nếu như quý vị khán giả đã theo dõi ở tuần trước cũng biết rằng trận đấu diễn ra giữa hai cô bé, một cô bé Ốc Tiêu nhỏ xíu xíu xíu, Minh Thư năm nay là mấy tuổi? Dạ năm nay con gần 9 tuổi. Gần 9 tuổi. Và một bên cô bé có vẻ mâm mỉm dễ thương Ngọc Ánh mấy tuổi? Dạ con 15 tuổi ạ. Tuần trước là mình hát ca khúc Không Thể Và Có Thể, và bây giờ sẽ là kết quả. À, các con có muốn nhờ cậy ai không? Dạ có. Thủ lĩnh mình à? Con nhờ chú Hải Triều lên đứng thế. Mấy bây giờ mình đứng đây luôn đi nha. Mình phải tự tin chứ. Tự tin. Tự tin, đúng rồi. Còn Minh Thư? Dạ đây là lần đầu con đi thi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc nên con muốn thử. Đúng vậy đó, một cô bé nhỏ thôi nhưng rất bản lĩnh. Con nhìn thấy không? Chú Lâm thở phào nhẹ nhõm. Chú Lâm tuần trước là muốn được lên đây đúng không? À, đâu có. Ôi trời, hồi nào chiếu lại chương trình kỳ trước. Mời quý vị khán giả xem lại khoảnh khắc của Lê Dương Bảo Lâm ở tuần trước. Ở tuần sau quý vị nha, là bởi vì bây giờ thời lượng dành cho chương trình cũng đã không còn nữa. Em lên, em đứng, em muốn. Tuần sau anh sẽ đáp ứng nhu cầu của em. Em muốn bây giờ, muốn bây giờ. Tuần sau lúc đó anh mời mà không lên là đừng trách anh nha. Dạ, dạ, dạ. Đó. Các em được thấy. Lên đi, đi, đi. Như là có ai dựng hại em. Mấy bạn dựng hại em. Em nói chứ có ai nói đâu mà hại em. Dạ hả? Giờ có muốn lên không? Dạ thôi. Dạ thôi. Minh Thư nói rằng là cô bé lần đầu tiên đến với chương trình muốn được trải nghiệm cho nên là con sẽ đứng đây con nha. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ đến với kết quả từ sứ giả âm nhạc. Bắt đầu. Anh đã giành chiến thắng. Ủa, hay mà. Trời ơi, gà chiến đón về em ơi, chăm sóc, tiếp nước, tiếp sữa, cho ăn bánh này kia, lấy sức để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mà nghi ngờ quá, với cái giọng ca này có khi là hai cô bé còn lại sẽ phải ngồi chơi đến hết chương trình quá. Chuyển được không? Hả? Chuyển được. Không, chỉ sử dụng một lần thôi. Ủa em ơi. Chặn. Xem cô đơn vậy lắm. Rồi tự nhiên mới một tuần cứ quay đi quay lại thành viên anh nó mất tiêu hết trơn rồi. Con có sao không vậy? Con sao vậy? Có sao không? Dạ không. Trời ơi có sợ không con? Dạ run run chút xíu. Run xíu rồi em nghĩ bé đậu chứ. Bé hát hay dễ thương mà. Thì bé hát hay chứ. Mà bé bên kia cũng hay nữa. Dạ. Cho nên sứ giả âm nhạc là những người có chuyên môn. Họ đã phải rất là cân nhắc cái chuyện mà để bé nào ở lại cùng với chương trình. Và bây giờ thì con sẽ phải tạm chia tay. Nhưng mà xuống đó ngồi cùng với các chị và các bạn nhé. Nhìn qua bên đây nhà mình tự nhiên giờ thấy đông vui ghê luôn. Rồi đó. Bên kia còn tương đối nhìn đây rất hẻo lánh ha. Hẻo lánh nha Lâm. Gia đình sao mà gia đình coi cút ghê. Chán ghê. Rừng xanh cao khỏe. Giờ nhìn heo hút dễ sợ. Giờ ngồi trong ra hết rừng xanh cao khỏe rồi. Không mấy bây giờ mình làm luôn nhắc cuối cùng được không Triều? Dạ không. Em nói gì làm gì làm, mình phải có chừa cho con đường sống ta đường. Chứ đó thì em đẩy qua tên Tính. À dạ. Thách đấu rồi bên kia. Em thách đấu Vinh bên đội anh Tính. Thì em nghĩ là em sẽ chọn bé Quỳnh Anh. Bé Quỳnh Anh đâu? À, hai cô bé áo hồng như nhau, xinh xắn như nhau. Nãy giờ bên kia là Ngọc Anh thắng liên tiếp hai trận rồi. Giờ thách đấu qua tới mình. Con thấy sao Quỳnh Anh? Dạ con chơi luôn. Chơi luôn. Con sẽ chọn bài hát. Bài nào? Dạ con chọn bài Ai Cũng Có Ngày Xưa. À, Ai Cũng Có Ngày Xưa. Vậy thì mời hai con bước vào trận đấu. Cổ lên. Cổ lên con. Bên kia người ta đang có thế, ta thừa thắng ta xông lên, tinh thần ta ngút ngàn lắm. Phải lấy tinh thần cho con gái nha. Con yên tâm đi. Không có ai thắng hoài được đâu. Đánh hoài mình cũng phải mệt chứ. Chúng ta là sức trẻ, chúng ta phải nhoi lắm. Chúng ta sẽ chiến đấu. Cổ lên nha con. Nhoi không bằng nhỏ nữa. Đó, bây giờ các bạn đề bài gì con? Ai cũng có ngày xưa đúng không? Đúng rồi, ngày xưa nó khác rồi. Bây giờ là mình tính ngày nay, đúng không con? Chúng ta là đội gì? Siêu anh hùng. Siêu anh hùng thì phải làm gì? Tiêu diệt đối thủ. Chúng ta đội gì? Hiệp sĩ siêu cao khỏe. Thấy chưa? Không liên quan gì. Nhưng mà cứ đánh hay là được cho con nha. Dạ. Ok, mời hai tôi lớn về chỗ. Con có lời nào thách đấu dành cho Ngọc Ánh hay không? Dạ,
chị đã hát hai bài rồi thì bây giờ đến lượt em. Em sẽ cố gắng hát ba bài hơn chị. Nhưng mà chị vẫn đang còn muốn hát bài thứ tư đấy. Trời ơi, thấy chưa? Thôi về nhà hát bài, hát bốn bài luôn. Ờ, hát gì? Làm gì cặp? Làm gì karaoke? Chị hát ba bài, hát bốn bài. Mà trong đó ta chờ ở đây. Ở nhà karaoke làm ghét mấy đứa mà cứ dành mi hát hoài á. Làm cái bài nhỏ hát hay. Không anh, nhưng mà thật sự cái này em nói không biết là em có tự khai em là em tự dìm em không, chứ em vô karaoke làm cầm mi hoài đó. Đội này có tinh thần của em. Được em con. Là ít ai chơi với em không? Ít ai chơi với em không? Để dành về nhà hát cho con nha. Chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Mời các con đến đây. Trời ơi, vừa hát hay mà vừa xinh đẹp, vừa dễ thương nữa. Cái bài này cũng sẽ làm khó các vị sứ giả âm nhạc đây. Mời mấy cô chú nhận xét.
Ở đây cô cảm thấy là cả hai con đều có chất giọng rất là đẹp, và thậm chí là giọng tụi con, cách tụi con đặt vị trí âm thanh rất là tốt. Thì ở đây cô chọn cho bạn Ngọc Ánh. Thứ nhất là vì cái phong độ của con, nghĩa là con dàn trải từ cái bài đầu tiên cho đến bây giờ con không hề hề sụt giảm phong độ. Thứ hai là về cái cô thích cái tinh thần bình tĩnh của con khi con hát, nghĩa là khi con hát con chỉ đặt tâm vào trong bài thôi. Con không có suy nghĩ đến cái việc là phải đấu như thế nào, con chỉ muốn làm một bài hát đẹp nhất có thể. Còn đối với lại bé Quỳnh Anh á, thì giọng con á, nó có cái độ sáng. Giọng con nó có cái độ sáng và cô rất thích cái độ sáng đó của con. Cái phát âm của con rất là rõ. Nên là ngày hôm nay cho dù là bé nào bị loại, tụi con cũng phải nhớ là hai tụi con đã làm rất là tốt cái phần trình diễn này của tụi con. Dạ, cảm ơn các cô chú trong siêu giảm nhạc. Và bây giờ mời các con cùng chú Nghĩa lên phi thuyền đi. Thưa quý vị, hai cô bé đã đứng ở cái vị trí này. Và chia tay với cô bé nào cũng là điều đáng tiếc cho chương trình hôm nay. Bởi vì hai cô bé đều có giọng hát quá đẹp. Tất cả mọi cái tùy thuộc vào sự quyết định của sứ giả âm nhạc. Và bây giờ các con hãy đặt tay lên ngực mình, chuẩn bị chờ đợi kết quả. Chiến thắng là bé Quỳnh Anh. Chúc mừng con. Hay quá con ơi, chú tự hào quá. Đội của Hữu Tính và Quỳnh Anh sẽ họp coi là mình sẽ thách đấu với đội nào trong đội này. Lại hai đội này đi, chứ anh mà đấu em lỡ em xui xui em về sớm luôn. Anh, theo binh pháp người ta nói, được nước thì mình đẩy thuyền. Trời ơi, em được. Cũng không thể nào mà diệt cỏ mà diệt tận gốc tận nghiệp lắm nha. Ở đây còn đông đúc quá, sao mà đúng được. Bây giờ vậy nè Triều, biết là bình thường Lâm nó cũng không có đối xử tốt gì với anh em mình. Trời ơi, họ bị cái anh bị chết cái là những cái giây phút này nè, tự nhiên nó làm mặt đáng thương á. Anh ơi, anh làm mặt đáng thương với Lâm. Trời ơi, giúp em đi anh. Lâm với rừng nó giống nhau, đẩy nó về núi luôn đi anh. Bây giờ anh với em đấu giao lưu con cò bé bé thôi. Anh với em mà hát nhau khó bắt hình lắm. Bây giờ con sẽ hát, Quỳnh Anh sẽ hát với Bích Ngọc đi. Lớn với nhau nè, nghe Quỳnh Anh đồng ý không? Cố lên, cố lên. Có. Còn Bích Ngọc thì sao con? Con không đồng ý, con không đồng ý. Dạ, chơi luôn ạ. Chơi luôn, chơi luôn. Dạ. Con chọn bài gì? Dạ, con chọn bài Ước Mơ Của Mẹ. Ước Mơ Của Mẹ. Rồi, vậy thì mời hai con bước ra sàn đấu. Tên là đội gì? Thất Hồn. Chán sợ rồi. Không có gì mới, chán gì sợ. Bao nhiêu đó thôi đủ ăn rồi, hiểu không? Chúng ta là đội gì? Biệt đội siêu anh hùng. Đúng, siêu anh hùng thì phải làm gì? Phải tiêu gì? Đúng. Siêu anh hùng bây giờ đi đóng phim không bà con? Không có làm cái chuyện này, cũng hát hò gì hết. Con à, bạn à, chúng bạn à. Bạn à, à bạn à. Có đôi khi may mắn nó quyết định tất cả ha. Mình cứ nhẹ nhàng lúc hát không cần nhìn người ta lắm, cứ quay lại mỉm cười cho cô chú đi vậy cũng có khi tốt nữa đó. Cứ làm hết mình, tới đâu hay tới đó. Cố lên, trận đấu bắt đầu. Của mẹ. Mời các con đến đây. Đây là một bài hát mà chú Nghĩa nghĩ rất là phù hợp trong ngày hôm nay của chúng ta. Khi ngày hôm nay quay hình là ngày gì các con biết không? Ngày của mẹ. Đúng rồi, hôm nay là ngày của mẹ, ngày Mother Day. Thì đây sẽ là một cái món quà dành cho những người mẹ của các con. Mặc dù khi chương trình của chúng ta phát sóng thì nó đã qua cái ngày này rồi, nhưng mà ngày hôm nay chú Nghĩa biết chắc rằng những người mẹ của con sẽ là những người hạnh phúc nhất. Cảm ơn các con rất nhiều về bài hát rất là hay vừa rồi nha. Bây giờ thì mình nghe các cô chú của sứ giả âm nhạc nhận xét nào. Xin chào Bích Ngọc và Quỳnh Anh. Thì cô Xuân Nghi ngồi đây, thì cô Xuân Nghi nghe hai con hát cái bài này thì cái tình cảm của cái bài hát này á, nó rất là dạt dào. Đặc biệt là Quỳnh Anh á, Quỳnh Anh hát cái bài lúc nãy rất là tốt, và cái bài này con vẫn giữ vững cái phong độ. Giọng của con lên cao cũng sáng cũng vang.
Còn Bích Ngọc á thì con hát những cái câu thấp á nó hơi bị mất chữ, nhưng mà con lại rất là thông minh, là con biết dùng hơi, dùng kỹ thuật, dùng hơi để con hát cho không có quá bị mất chữ. Cô vẫn nghiêng về Quỳnh Anh hơn một tí xíu, tại vì Quỳnh Anh hát những cái câu cao rất là thoáng, rất là bay. Và cô nghĩ là Bích Ngọc sẽ ngày càng tiến bộ hơn nữa, tại vì cô thấy chất giọng con rất là có kỹ thuật và rất là có cái nền tảng. Cảm ơn cô Xuân Nghi. Bây giờ mình sẽ lên trên cái phi thuyền kia. Con có muốn nhờ thủ lĩnh của con lên đứng cùng không? Dạ có. Còn con Sao Ngọc? Dạ em, con cũng muốn nhờ ạ. Em nghe từ đầu rồi anh. Hai thủ lĩnh Hữu Tính và Hải Triều lên đây cùng với anh. Mời hai thủ lĩnh vào vị trí. Em ngồi được không? Ủa, lên để chứng kiến hay lên đứng? Lên đứng cho. Chứ lên để chứng kiến làm cái gì? Chứng kiến mình ngồi dưới mình cũng thấy vậy. Chuẩn bị, kết quả bắt đầu. Trận liên tiếp, cảm giác sao nè? Dạ, con vẫn rất là vui và tự tin. Vẫn rất vui và tự tin, vô ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Và mời thủ lĩnh Hải Triều cùng bé Bích Ngọc. Rồi thôi bây giờ dày, cảm ơn con gái Bích Ngọc. Một phần trình diễn rất là dễ thương mà con và Quỳnh Anh đã mang lại cho chương trình nha. Trời ơi, tự nhiên bây giờ cảm giác bên đây tỏa hào quang. Anh thấy ngựa về ngược chưa? Hồi nãy bên đây người ta ngồi, người ta xếp sò này kia người lại. Nhưng mà bây giờ bên đây mình là đông dân nhất nè. Bây giờ chắc là lại phải tiếp tục tiêu diệt luôn Hải Triều. Thôi em đi đấu với em đi. Không, mình diệt. Em muốn đấu với anh. Em muốn thách đấu với anh. Đấu với em. Đâu. Em nói một lời chờ cuối đâu, coi. Anh không đấu với em là anh chịu thua em. Chửi em. Nó chửi em lại càng. Gì đâu mà sừng sộ vậy hả? Anh biết sao nó chửi em lại càng không đấu. Sợ. Anh nó sợ tính. Em. Anh ơi, em nghĩ hai đội này không có tính tôn nghiêm. Rồi. Thi âm nhạc mà đòi kính tôn nghiêm. Em đang suy nghĩ về cái chữ đó đó anh. Bây giờ thách đấu đội anh. Thôi đâu được nào. Hải Triều phải không? Của anh chị Hải Triều đó. Anh chị Hải Triều đó. Anh chị Hải Triều. Anh chị Hải Triều đó. Còn có mình con thôi, con gái. Bên kia người ta thách đấu với con thì con nghĩ sao? Dạ con đồng ý. Thôi. Thấy chưa? Hát bài gì? Dạ con sẽ chọn bài Ngô Thương Nhớ. Ngựa ô thương nhớ, giọng khàn khàn này cưỡi ngựa chắc dữ đó. Hét mấy ngựa. Cái giọng này là cái đó mà hét trôn đó là mơ thầy quá, giọng như khàn khàn. Thật sự. Sao? Gà chiến của em là đây. Gà chiến. Tại sao em giấu tên giờ? Sao vậy? Để tới ngựa ô là phải thương nhớ tới nó liền. À. Hát một cái phải thương nhớ nó liền. Ủa? Không mấy giờ để con gái hát phía trước để em làm con ngựa phía sau được không? À vậy hả? Tính hai chúng ta là hai con ngựa nào? Ủa là nãy giờ một mình con đấu ba lần là đấu mình đội nó không hả? Rõ ràng. Ngựa ô thương nhớ ai sẽ về đích trước? Bắt đầu. Đây nè con, để ngựa nè con. Hai ngựa chiến. Go. Ngựa lên con. Ngựa lên. Đêm phương Nam lắng nghe dòng sông nước chảy. Nghe một tiếng ầu ô giữa đêm bão giông. Đêm phương Nam lắng nghe đường xa bóng người. Nghe từng câu hoang vừa qua bến sông. Đêm phương Nam lắng nghe mây bay khói tỏa. Nhìn hòn đá lạ. Lắc đi, lắc đi. Nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồng. Có con ngựa xinh trên, có hai người yêu nhau. Chân 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 các con ngựa ô ngựa ô ngựa ô, cả năm thương nhớ chân nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô để anh đón nàng. Ừ. 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 Ừ
đỡ. Qua đây cổ vũ cho hai đứa về lại. Nữa đâu. Tây phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy. Mai chiều dưới bóng cây ngô đồng có con người trên chân có hai người có hai người hai cậu sao khớp 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 con ngựa ôm ngựa ôm ngựa ôm ngàn năm thương nhớ đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ôm để anh đón lòng cho yêu thương nhau nhau mãi mãi nhớ tiếng vang khắp con ngựa ôm ngựa ôm ngựa ôm ngàn năm vang mãi tiếng vang có bao chàng trai về đôi đồng xanh ngựa anh non nàng cho yêu thương đau bên nhau suốt đời. Hai con ngựa chiến phi về tới đất ngon lành luôn. Hái hát thái độ ghê. Sao một lần nữa em lại tiếp tục canh tị với các bé? Có hai người, có hai người. Tức là bé còn nhỏ cái không muốn hát các cái từ hôn nhau hay yêu nhau. Hồi nãy có hai người, bà đây có hai người, bà nhớ trong đầu có hai người. Rõ ràng. Tại vì nó còn nhỏ quá, tôi quên. Ta đưa lộ một ngón, ta đưa thêm ngón nữa, có gì đâu mà khó khăn. Diễn đồ, thái độ. À, như vậy mới hay. Hay quá. Tự nhiên quạo như ta hả? Ừ. Hai con đều hay hết trong bài này. Các cô chú ơi, các cô chú nhận xét thế nào về tiết mục này? Chú Tuấn Đạt chào hai bạn. Đầu tiên thì chú Tuấn Đạt xin được nhận xét bạn Quỳnh Anh. Từ vòng trước cho đến vòng này thì con vẫn giữ được cái phong độ của con. Và con hát rất là chắc, tốt. Phần nửa bài sau thì con có vào hơi bị chật nhịp một tí. Nhưng mà không sao. Còn riêng với cô gái bé nhỏ Hạnh Trang thì chú Tuấn Đạt cảm thấy là không nói nên lời, chỉ đưa một ngón tay vậy thôi. Chú rất là thích, chú rất là thích phần trình diễn vừa rồi của con. Thì con nhỏ nhưng mà con rất là bản lĩnh sân khấu. Con diễn tả được cái bài hát nó rất là máu lửa. Và chú ngồi đây là chú cảm thấy là chú rất là thích. Cuối cùng thì chú Tuấn Đạt cũng xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành tốt tiết mục vừa rồi. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Bây giờ hai con lên ngựa cùng với chú Nghĩa. Lên. Phi. Rồi. Rồi. Hạnh Trang, con có muốn nhờ thủ lĩnh con đây đứng thế giùm con không? Dạ không. Con không sợ à? Dạ không. Không sợ. Còn con Quỳnh Anh? Dạ, con không ạ. Không luôn. Hai cô bé rất là dũng cảm. Trời ơi, nhìn hai ông đội trưởng phía dưới cái mặt nó sò xuống thấy rõ luôn vậy đó. Kết quả đến từ sứ giả âm nhạc. Bắt đầu. Và bé Hạnh Trang là người giành chiến thắng. Chúc mừng ngựa chiến của chú Hải Triều. Chúng ta phi về sân khấu nào. Yeah. Chúng ta khớp con ngựa không? Khớp, khớp, khớp. Hay quá con. Sao ngựa chiến vui không? Dạ con cảm thấy rất là vui. Nhưng mình vẫn còn tới hai đối thủ là những chị lớn hơn con. Cho nên là bây giờ đừng nói gì nhiều hết. Về tập trung suy nghĩ để tìm chiến thuật tiếp theo. Đi về. Ừ, mời Quỳnh Anh. Ổn không con? Này con gái,
Hồi nãy lúc mà khi con đấu với chị Ngọc Ánh á, con nói rằng là con muốn được hát 3 bài đúng không? Thì giờ vừa rồi đúng 3 bài luôn. Thấy chưa? Hay ghê. Hay. Thấy chưa? Miệng hên ghê. Nhưng mà đúng ý của con rồi, được 3 bài. Chứ hát bài thứ 4 nữa con mệt rồi sao? Phải không con? Vui không con? Dạ con vui ạ. À bây giờ mình sẽ tạm chia tay chương trình, ngồi đó cùng với các chị em khác ha. Như vậy là bây giờ cả 3 đội, mỗi đội lại còn một thành viên mà thôi. Ngang tài ngang sức với nhau, không còn ai tỉ nảnh ai nhiều hơn ai nữa đúng không? Ý của con với ý của chú là hai ý giống nhau. Giống nhau luôn. Là bây giờ là trên phương diện là diệt cỏ phải diệt tận gốc, được nước là mình đẩy thuyền luôn. À dạ. Nãy giờ mình đấu cho với nhau, rừng xanh ở lại chơi. Hay quá. Em đẩy cái đồng bằng kia đi luôn. Dạ. Vậy là thách đấu nhà bên kia đúng không? Dạ. Dạ. Con gái sao? Dạ, nếu mà em muốn thách đấu thì con chịu thôi, chứ muốn sao giờ. Thôi, gầu ghê. Gầu ghê. Trả lời cái gầu ghê. Gầu nghe rất mắc. Con chọn bài gì? Dạ, con chọn bài Đời Tài Xế Thật Vui. Đời Tài Xế Thật Vui. Ngọc Bích và Hạnh Trang, mời các con. Đời Tài Xế Thiệt Vui. Chuẩn bị, bắt đầu. Gì vậy? Ta bấm chuông dùng quyền trợ giúp. Trời ơi, chơi chơi trợ giúp. Chơi kỳ. Trời ơi, không kỳ. Trời. Kính thưa quý vị và các bạn, sao em sớm biết những người kia sẽ hãm hại gia đình em. Em chưa có quyền chặn. Đâu, quyền đâu? Cái quyền chặn. Em chặn Facebook anh luôn. Em chặn Facebook anh luôn nha, anh tính nha. Em ghét anh rồi. Chặn. Không cho ta thách đấu với đội mình. Đúng vậy. Một bước một đưa con mình vô chung kết luôn. Đúng, chung kết luôn. Thấy chiến thuật của chú ghê chưa? Ghê thiệt. Ngọc Bích về chỗ con. Thấy chưa, em nói cái đội không có tôn nghiêm. Nữa. Nó lại tôn nghiêm nữa. Như vậy là đội mình rồi Lâm ơi. Người ta chặn có nghĩa là bây giờ cái thần thách đấu đó phải thuộc về đội của em. Gái tự tin không? Dạ con tự tin. Con tên gì? Nói dạ lại. Con tên Thiên Nga. Thiên Nga. Ồ. Trời, Thiên Nga bình thường nó bay lên trời không à. Bữa nay vô xe làm tài xế ổn không? Dạ con nghĩ là khá ổn. Khá ổn. Ráng đáp nha con nha. Dạ. Cố lên. Trận đấu bắt đầu. Bà mới nghe nhạc bà nhảy bà nhúng à. Làm có công tác ở đâu đây á? Nghe nhạc bà nhúng à. Tôi chỉ là anh tài xế nhỏ, lòng miệt mài lao động hàng xanh. Xe bon bon trên khắp phố phường, xe bon bon trên khắp nẻo đường. Cuộc đời đâu cũng là nhà. Tôi chỉ là anh tài xế nhỏ, lòng yêu đời và yêu quê.
Cuối cùng thì hai anh tài xế nhỏ cũng đã về đến nơi an toàn. Đến đây với chú nào. Sao làm sao mà khi người ta đang hát mà em cứ nhoi nhoi, em làm đây làm kia đủ thứ trơn rồi vậy? Nó làm chút em... công an phạt xe người ta. Nãy em có quắc lại kiểm tra giấy tờ, bé không chịu đưa giấy tờ cho em coi. Ta đang bận hát kiểm tra giấy tờ. Mà chữ pin pin mà bấm kèm mà cũng mạnh hơn bé bên em nữa. Bé bên em kèn lép cái gì? Pin pin. Nghe nó hơi lực ghê. Bây giờ mình nghe nha, các cô chú nhận xét về hai anh tài xế này thế nào? Chào hai em. Rất là dễ thương và trong sáng. Ai cũng hát hay hết, ai cũng xinh đẹp. Và nhưng mà bài hát này thì chị xin thiên về bé Hạnh Trang. Rất là nhí nhảnh và hồn nhiên dễ thương. Chúc mừng hai em đã hoàn thành tốt bài hát này. Bây giờ mời các con lên phi thuyền. Hai tài xế đang ở đây nhưng dường như con không có tự tin lắm với cái vị trí này, phải không Thiên Nga? Dạ, bởi vì con thấy cái vị trí này nó hơi to cho nên con xin nhờ thủ lĩnh của con. Thủ lĩnh của con. Dạ. Mời chú Dương Lâm. Chị con gái nhờ chú lên nay, đi họ cùng em lên trên nè. Đợt trước sập rồi mà sao thiệt. Ủa Trang ơi, con có nhờ chú Hải Triều không vậy? Dạ không. Ủa đâu nhờ chú Hải Triều đâu, chú Hải Triều lên chi vậy? Chú Triều đứng chơi. Như trình mời em có sập hầm thì sao á. Mệt Dương Lâm Đồng Nai. Chưa có kết quả mà. Dạ. Phải tự tin lên chứ. Triều lên đây đứng chơi vậy thôi đó. Dạ đứng chơi. Đứng liêu liêu quá hả? Liêu. Để giữ cái quyền này cho em. Em cầm chi đúng không? Kết quả bắt đầu. Anh ơi từ từ, em sợ thiệt luôn á. Chương trình ơi sao mà bắt em lên đây hoài. Em thề em sợ. Đừng từ từ nha, một người điếm giùm em đi ạ. Đừng có nói bớt gì hết. Nói đi đỡ sợ lại giờ. Em sợ lắm, em lại chương trình. Em sợ. Anh ơi anh Nghĩa ơi. Liêu 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 thôi té đau lắm. Em sợ lắm thiệt á. Cho em một lần, đừng có rớt em. Em lại chương trình ơi. Đồng đai. Chương trình ơi. Đồng đai đã chinh phục ước mơ đời mình. Hay lắm chương trình. Trời ơi sao mà hoài á. Trời ơi là bé Hạnh Trang. Rồi chúng ta xuống nào. Hay quá, đúng là gà chiến của em nha Triệu. Hay xuất sắc chưa? Xuất sắc luôn. Trời ơi chiến lược của em đỉnh chưa? Còn có một đối thủ thôi con. Anh Dương Lâm Đồng Nai của lên. Nè Trả. Trời ơi. Nè con, nè nhìn đâu xa nữa giờ chú Lâm vô. 10 tuổi hết cơ, hết cái gì đó rồi. Ủa vậy thua thi rồi. Còn có mình chị Ngọc Bích bên đó thôi. Thách đấu với chị đúng không con? Tự tin không? Dạ con tự tin. Ngọc Bích còn có mình con à. Nhờ cái chiến thuật của thủ lĩnh con mà giờ con bước thẳng vô vòng chung kết. Bây giờ ha, em đã hát hai bài em mệt rồi. Con chưa bài nào hết, con ra con mà thắng một trận này nữa là xem như là con đưa đội mình giành chức vô địch ngày nay luôn. Dạ. Bài gì? Dạ bài Giấc mơ cánh cò. Giấc mơ cánh cò. Bài luôn. Trang bài này được không con? Dạ được. Lâm bài này được không em? Ủa em có quyền trả lời hả? Cũng được. Ủa cầm gì vậy? Rồi này xử lý sao anh? Gì vậy? Em quyền. Không có cái quyền gì. Ở quyền cứu. Đúng rồi. Nè. Quyền cứu. Thua đó ngồi kêu cứu đi. Cứu. Ôi hay vậy. Ôi hay vậy. Rồi mời hai con vào vị trí. Đây là trận quyết định. Trận đấu quan trọng nhất. Con có điều gì muốn nói với chị không? Ngọc Bích có gì muốn nói với em Trang không? Đối với chị là thắng thua không quan trọng. Nhưng mà chỉ chúc em thi tốt. Cơ hội tới ai thì người ta nhận thôi. Cơ hội tới ai người ta mất thôi. Mời hai thủ lĩnh về chỗ. Thưa quý vị, đây là trận đấu quyết định. Hạnh Trang và Ngọc Bích, ai sẽ đưa đội của mình giành chiến thắng ngày hôm nay? Trận đấu bắt đầu. Baby
chân hề cánh đồng. Ồ, giọng nó lớn dễ sợ luôn á, giọng nó người lớn luôn á. Có dòng sông, có lũy tre, có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cò. Cò trắng cò đi dễ không nó con gà là nhớ ngày ấy đắm say thương cánh cò Chấm ly rớt nước mắt. Trời đất ơi, thì hai con đây hát quá hay rồi, đến đây với chú nha. Trời, gì vậy? Mấy cô chú của sứ giả âm nhạc nhận xét về tiết mục này như thế nào? Mà cho năm màu đổ chạch vậy. Chào hai con, chú rất là vui khi mà được nghe Hạnh Trang hát từ nãy tới giờ và là không làm chú thất vọng, mặc dù cái tuổi con còn rất là bé để hát được những cái bài như thế này. Mà con vui con làm cũng được, quậy con làm cũng được, mà những bài như thế này chú nghĩ là con hát không có ra được. Nhưng mà con vẫn luyến lấy ngọt hơn chị so với chị Ngọc Bích. Nói chung là bài này là hai con là 9-10, không có chênh lệch nhau nhiều, nhưng mà chú vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Hạnh Trang. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Nói gì nữa bây giờ, kết quả nó rõ mồn một như vậy rồi. Lên phi thuyền thôi con. Đi lên, chú tính lên. Tháo cái bao da, ủa cái bao bụng ra được không? Ủa cái bụng thiệt hả? Tưởng đụng bụng phải không? Mời thủ lĩnh, thủ tinh dài đứng đây với chú nha. Chú Bi, kết quả bắt đầu. Ghét cảm giác trên công viên nước này kia. Trời ơi, còn lâu nữa. Em bỏ đó em. Trời ơi, còn lâu nữa. Con là người giành chiến thắng cho đội của con. Mời các con lên đây. Qua đây. Thực ra con cái nhà người ta thắng mà. Con đứng giữa con. Đi quanh kìa. Ông đội nào vậy cho đó. Dính một cái.
Đội chiến thắng ngày hôm nay là đội của chú Hải Triều, và các con sẽ nhận được một phần quà trị giá 20 triệu đồng. Đến đây thì chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí xin được phép kết thúc. Cảm ơn các con cũng như là cả ba thủ lĩnh đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và mang lại rất là nhiều tiếng cười cũng như là nhiều tiết mục hay hấp dẫn. Cảm ơn các vị của sứ giả âm nhạc và các bạn khán giả nữa nha. Thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí do Đài Truyền Vĩnh Long phối cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Chào tạm biệt.